Ngày nay thì số người mà bị mắc bệnh lý thoái hóa đốt sống cổ, biểu hiện đau mỏi vai gáy thì ngày một tăng cao. Đặc biệt là những người mà làm việc văn phòng, có thời gian làm việc tiếp xúc nhiều giờ trước máy tính. Chính vì vậy, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một bài tập cho cột sống cổ để phòng ngừa và điều trị thoái hóa đốt sống cổ, đặc biệt là cho những người làm việc văn phòng, bởi cái tính đơn giản, tính tiện lợi và các bạn có thể dễ áp dụng mà lại đem lại một cái hiệu quả thực sự là tốt. Bài tập đầu tiên là bài tập kéo giãn cột sống cổ. Động tác đầu tiên, động tác gập cột sống cổ. Chiều của cử động của động tác này sẽ là cằm của mình sẽ hướng về phía ngực. Mình gập cổ tối đa cho phép ạ. Sau đó mình dùng tay, một tay đưa về phía sau gáy và kéo tiếp cột sống cổ gập về phía ngực. Giữ ở vị trí này từ 5 đến 10 giây. Sau đó mình trở về vị trí cũ, từ từ trở về vị trí cũ và thực hiện cử động ngửa cổ tối đa về phía sau. Sau đó ta dùng một tay để lên trán, kéo tiếp cột sống cổ ngửa tiếp về phía sau tối đa. Giữ ở vị trí này từ 5 đến 10 giây. Sau đó trở về vị trí ban đầu và tiếp tục cử động gập của sống cổ. Thực hiện gập duỗi của sống cổ từ 5 cho đến 10 lần. Thả lỏng ạ. Sau đó ngửa về phía sau. Tối đa. Dùng tay đẩy tiếp. Đẩy được tối đa và giữ ở vị trí này từ 5 đến 10 giây. Nếu như cột sống cổ của bạn trong lúc tập bị đau thì chúng ta chỉ giữ cái cử động ở đến vị trí đau đó thôi ạ, tránh bị đau quá. Cử động thứ hai là cử động nghiêng cột sống cổ sang hai bên. Đầu tiên chúng ta nghiêng sang bên trái ạ, nghiêng sang bên trái. Hướng của cử động sẽ là tay bên trái dịch chuyển về phía vai trái tối đa. Sau đó ta dùng tay trái kéo tiếp một sống cổ sát về phía vai trái. Cũng giữ ở vị trí này từ 5 cho đến 10 giây. Sau đó ta thả lỏng và di chuyển về vị trí ban đầu, nghiêng về phía bên phải. Tương tự. Tối đa cho phép. Sau đó ta dùng tay phải kéo tiếp cột sống cổ, nghiêng tiếp về phía bên vai phải. Giữ ở vị trí này từ 5 cho đến 10 giây. Sau đó lặp lại động tác sang bên trái. Thực hiện cử động này từ 5 cho đến 10 lần. Các bạn chú ý là khi thực hiện cử động, chúng ta sẽ không làm nhanh quá, mà chúng ta làm từ từ, chậm như này ạ. Chậm như này. Sang trái và sang phải đều đặn, chậm rãi. Trong khi thân mình giữ thẳng và không được căng cứng thân mình, thả lỏng cả toàn thân đi. Giữ 5 đến 10 giây. Sau đó trở lại vị trí ban đầu. Cử động thứ ba là cử động xoay
sang trái và sang phải. Xoay sang phải, trái và sang phải. Đây là xoay sang trái. Xoay sang trái tối đa. Sau đó ta dùng tay đẩy thêm. Đẩy thêm. Và giữ ở vị trí này cũng từ 5 cho đến 10 giây. Sau đó thả lỏng. Từ từ xoay cổ về phía bên phải. Tối đa. Dùng tay phải đẩy tiếp. Cột sống cổ xoay tiếp về phía bên phải tối đa. Giữ ở vị trí này từ 5 cho đến 10 giây. Sau đó trở về vị trí ban đầu và thực hiện sang trái và sang phải từ 5 đến 10 lần. Cử động thứ tư là cử động trượt đốt sống lên nhau bằng cách ta có thể đưa đầu ra phía trước trong khi thân mình không đưa ra phía trước, thân mình giữ nguyên ạ. Đưa cổ ra phía trước như hình của con rùa đấy ạ. Đưa tối đa có thể giữ ở đây 5 giây, sau đó lại từ từ đưa về đằng sau tối đa. Khi này ta có thể dùng hai ngón tay của một bàn tay đẩy vào cằm để giúp cho đầu dịch chuyển về sau tối đa. Giữ ở đây 5 giây. Sau đó lặp lại động tác đưa đầu ra phía trước. Dài nhất có thể. Đúng không ạ? Rồi lại đưa về phía sau. Đều đặn. Cử động này cũng có thể được lặp lại từ 5 cho đến 10 lần. Như vậy là ta đã xong bài tập kéo giãn cột sống cổ. Bài tập thứ hai là bài tập tăng sức mạnh cho cái cơ vùng xung quanh cổ bằng cái kỹ thuật đề kháng. Đề kháng thì cử động của cột sống cổ cũng tương tự như bài tập trước, tuy nhiên là cái cách thức tập nó sẽ khác hơn như sau ạ. Đầu tiên cũng là cử động gập và duỗi cổ. Thì thay vì cử động được xảy ra gập và duỗi như bài tập trước, nhưng bây giờ ta dùng một tay ta kháng lại cái cử động gập và duỗi của cột sống cổ. Ví dụ cử động gập xuống, nhưng ta dùng tay của mình để giữ lại không cho cử động xảy ra, giống như cử động mình gồng cơ cổ, gồng cơ tối đa, không tạo ra cử động nhưng cơ được gồng mạnh, và giữ từ 5 cho đến 10 giây. Sau đó ta thả lỏng, bỏ tay ra. Cũng tương tự như vậy, ta đưa cổ ngửa ra phía sau nhưng cũng không tạo ra cử động. Ta dùng tay để kháng lại cử động, không cho cử động xảy ra. Giữ từ 5 cho đến 10 giây. Khi này các cái vùng cơ duỗi cổ sẽ được căng cứng, được gồng cơ lên 5 đến 10 giây. Tiếp tục đưa về phía trước, gập cổ nhưng không tạo ra cử động. Giữ 5 cho đến 10 giây. Lặp lại cử động tương tự từ 5 cho đến 10 lần. Cử động thứ hai cũng là cử động nghiêng sang hai bên, trái và phải. Tuy nhiên lần này chúng ta cũng không tạo ra cử động nghiêng,
mà ta nghiêng cổ sang bên trái, tuy nhiên dùng tay để giữ lại để không tạo ra cử động, làm cho các nhóm cơ nghiêng cổ được gồng cứng. Từ 5 đến 10 giây, sau đó chúng ta thả lỏng. Tương tự cho bên phải ạ, dùng tay phải để kháng lại cử động nghiêng cổ sang phải. Khi này nhóm cơ bên phải của cổ sẽ được gồng cứng. Giữ cho đến 5 đến 10 giây. Sau đó chúng ta lặp lại cử động tương tự nghiêng trái và nghiêng phải từ 5 cho đến 10 lần. Cử động tiếp theo là cử động xoay sang trái và xoay sang phải, nhưng cũng không tạo ra cử động do ta dùng tay để kháng lại cử động. Sang trái đấy. Khi này ta dùng tay trái để kháng lại cử động cổ xoay sang trái. Nhóm cơ xoay cổ sang trái bây giờ được gồng cứng. Ta giữ trong vòng từ 5 đến 10 giây. Sau đó tiếp tục tương tự ở bên phải ạ. Ta giữ. Nhóm cơ bên phải xoay cổ sang bên phải được gồng cứng. Lặp lại cử động này cũng từ 5 cho đến 10 lần. Sau đó bài tập cuối cùng là bài tập thư giãn ạ. Thư giãn, chúng ta tập đều đặn các cử động gập duỗi tự do. Tự do. Xoay trái, xoay phải. Xoay trái, xoay phải. Để thư giãn. Nghiêng trái, nghiêng phải để thư giãn. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ dùng hai bàn tay, hai lòng bàn tay sát vào nhau cho thật nóng ạ. Thật nóng. Sau đó ta đan về phía sau gáy. Bây giờ gáy rất là nóng ạ. Sau đó ta kéo sang hai bên để làm thư giãn, thả lỏng. Thả lỏng toàn bộ cơ thân mình này, cơ vùng vai gáy này, cơ tay này. Đấy, để thực hiện cái cử động thư giãn. Kéo từ 5 cho đến 10 lần. Trong trường hợp mà các bạn đang bị đau cấp tính, nghĩa là các bạn không thể quay sang một bên được, hoặc là không thể nghiêng sang một bên được do đau, thì tôi sẽ hướng dẫn một cách như sau ạ. Để trước khi mà mình có thể thực hiện ở bài tập trên, các bạn ngồi lui lên phía trên ghế ạ, sử dụng chính cái ghế của mình và ngả người ra phía sau, sao cho cái phần cổ của mình được nâng đỡ bởi chính cái tựa lưng của ghế của mình, và cơ thân mình và cơ cổ vai của các bạn sẽ thả lỏng. Khi được thả lỏng rồi thì các bạn hoàn toàn có thể quay được sang một phía mà trước khi đó, khi mà bạn ngồi thẳng, bạn không thể quay được. Đấy, bạn quay tối đa đây ạ. Quay tối đa và giữ ở đây, ở vị trí này cũng trong khoảng từ 5 đến 10 giây. Sau đó bạn thả lỏng từ từ trở về vị trí ban đầu và quay sang phía bên đối diện. Cũng quay tối đa đấy. Rồi tiếp tục lặp lại cử động. Bạn quay tiếp sang bên đau và cố gắng sao cho cái cử động được thực hiện tối đa, nghĩa là quay cổ được tối đa. Sau vài lần tập luyện như vậy thì cột sống cổ của bạn, cái vùng cơ mà trước khi tập có thể bị co cứng và bạn không thể quay được sang bên, nhưng qua bài tập này thì bạn có thể cử động được, vận động được tốt hơn. Và khi vận động được tốt hơn rồi thì các bạn sẽ ứng dụng cái bài tập mà trước đó mà tôi đã chia sẻ. Bài tập này các bạn có thể thực hiện ngày, mỗi ngày 2 lần, buổi sáng và buổi chiều, vào giữa ca làm. Mỗi lần tập kéo dài khoảng từ 5 cho đến 10 phút thôi ạ.
các bạn sẽ thấy rất là thoải mái và dễ chịu. Các bạn thực hiện bài tập vận động cuộc sống khổ này không những giúp cho các bạn tránh được cái bệnh thoái hóa, phòng tránh cái bệnh thoái hóa đốt sống cổ, ngừa được cái chứng đau mỏi vai gáy khi làm việc nhiều ở văn phòng cũng như ở trước máy tính, thì bài tập này còn giúp cho các bạn có một cái tinh thần thoải mái, sáng suốt và tăng cái hiệu quả làm việc về mặt tinh thần, về mặt trí não. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và làm việc ngày một tốt hơn. Tạm biết các bạn, xin cảm ơn ạ. Bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.